Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường nhé. Và sau đây, mời các bạn cùng đón xem tử vi 12 con giáp thứ năm ngày 1 tháng 10 năm 2020. Và theo âm lịch, hôm nay là ngày 15 tháng 8 năm Canh Tý, ngày này là ngày Đinh Sửu, tháng Ất Dậu, năm Canh Tý, và hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như là giờ Nhâm Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Quý Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Ất Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Mậu Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Canh Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thanh Long, giờ Tân Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Minh Đường. Về ngũ hành niên mệnh, dạn hạ thủy, ngày Đinh Sửu, tức can sinh cho chi, có nghĩa là hỏa sinh cho thổ, và hôm nay là ngày cát các bạn nhé. Về nạp âm, dạn hạ thủy, kỷ tuổi, tân mùi, kỷ mùi, ngày thuộc hành thủy, khắc với hành hỏa, đặc biệt là tuổi Kỷ Sửu, Đinh Dậu, Kỷ Mùi thuộc hành hỏa, không sợ thủy đột. Ngày Sửu lục hợp với Tý, tam hợp với Tỵ và Dậu thành kim cục, xung với Mùi, hình Tuất, hại Ngọ, phá Thìn và tuyệt Mùi các bạn nhé. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi Tân Mùi, Kỷ Mùi, tuổi xung trong tháng, tuổi Kỷ Mão, Đinh Mão, Tân Mùi và Tân Sửu. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như là sao Mạn Đức Tinh, tốt mọi việc, sao Tam Hợp, tốt mọi việc, sao Mậu Thương, tốt về cầu tài lộc, khai trương, mở kho. Các sao xấu trong ngày cũng có như là sao Đại Hao, xấu mọi việc, sao Câu Trận, kỵ an táng nhé. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng chính nam, tài thần hướng chính đông. Tiếp theo, mời các bạn cùng đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ năm ngày 1 tháng 10 năm 2020 như sau nhé. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ năm ngày 1 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Tý, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tý trong ngày này, bạn đang gặp được quý nhân lục hợp chia chở, cho nên cái con đường tình duyên của bạn tuổi Tý đang được trải thảm hoa hồng đó bạn nhé. Và bạn tuổi Tý, bạn mệnh dễ dàng nhận thấy được ai là người thực sự yêu thương mình rồi đó. Ngày này, đối với những người đã có đôi có cặp thì bạn hiểu được cái sự quan trọng của người thân, của gia đình, và bạn tuổi Tý, bạn mong muốn cùng người ấy gây dựng nên một gia đình hạnh phúc riêng của mình nữa rồi. Và ngày này đối với bạn tuổi Tý, bạn cũng đang có được cái báo hiệu hỷ khí vây quanh đang đến rất gần với bạn rồi. Nhưng trong cái ngày thứ năm này với bạn tuổi Tý, bạn cũng đang gặp ngày có Tỵ kiên ngáng trở. Cái điều này làm cho bạn tuổi Tý đang quá hạnh tín với bản thân mình. Vì thế mà bạn dễ gặp phải những cái chuyện không hay trong công việc của mình nữa đó nhá. Và bạn mệnh tuổi Tý, bạn nên khiêm tốn hơn và tỏ rõ tinh thần cầu thị để thêm bạn bớt thù bạn tuổi Tý nhá. Về tử vi tuổi Giáp Tý thuộc kim, nhân duyên vượng sắc, tử vi tuổi Bính Tý thuộc thủy, công danh đi xuống, tử vi tuổi Mậu Tý thuộc hỏa, công việc trì trệ, tử vi tuổi Canh Tý thuộc thổ, tình yêu nồng nàn, tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mộc, thông cảm cho nhau. Về đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 5, số 8, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu xanh lục, màu trắng,
quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thân, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Sửu thứ năm ngày mùng 1 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Sửu, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Sửu, bạn đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh là hung thần, sẽ tạo ra những cái trường khí xấu, mời gọi tiểu nhân tụ họp. Cái điều này khiến cho công việc của bạn mệnh tuổi Sửu trở nên khó khăn hơn bao giờ hết nhé. Và bạn tuổi Sửu trong cái ngày này cứ giải quyết xong cái rắc rối này lại thấy cái phiền phức rắc rối khác xuất hiện. Cả ngày với bạn tuổi Sửu chỉ lanh quanh xử lý cái sự cố đã thấy mệt và hết thời gian nữa rồi, chẳng còn tâm sức đâu mà hoàn thành cái nhiệm vụ được giao nữa đó bạn tuổi Sửu nhá. Đã thế, trong ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Sửu, bạn lại đang gặp ngày có thổ khí vượng. Cái điều này làm cho bạn tuổi Sửu không khỏi cái sự mệt mỏi ở trong người, mà nguyên nhân chính là do bạn tuổi Sửu đang có cái sự căng thẳng và áp lực kéo dài. Cái điều này khiến cho bạn tuổi Sửu đang không muốn ăn, ăn kiếm nguồn miệng, thậm chí là không muốn ăn bộ bữa, ngủ cũng không được ngon giấc, cơ thể mệt mỏi nữa rồi đó bạn tuổi Sửu nhá. Về tử vi tuổi Ất Sửu thuộc kim, sức khỏe có vấn đề. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc thủy, tiểu nhân quấy phá. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc hỏa, gặp nhiều rắc rối. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc thổ, mệt mỏi vì giải quyết sự cố. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mộc, bạn cần phải chăm sóc cho bản thân mình tốt hơn nhé. Về đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 2, số 5, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ tuổi Tuất, tuổi Mão, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Dần thứ năm ngày mùng 1 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Dần cho chúng ta thấy là bạn tuổi Dần đang có cái điềm báo công việc của mình có phần bất ổn nhé. Ngày này với bạn tuổi Dần, bạn đang gặp ngày có thương quan nhập cục. Cái điều này làm cho cái công việc của bạn tuổi Dần đang thiếu được cái sự tập trung, cho nên rất dễ mắc sai lầm và có thể gây ra những cái tổn thất khá chi là lớn cho công ty nữa đó bạn tuổi Dần nhé. Trong ngày thứ năm này với bạn tuổi Dần, bạn cũng đang gặp ngày mộc thổ bất dung. Cái điều này cho thấy bạn mệnh tuổi Dần đang bị sao nhãng bởi những cái mâu thuẫn trong cái chuyện tình cảm ảnh hưởng đến công việc. Và bạn tuổi Dần, bạn đang để cho cảm xúc lấn át lý trí và không phân biệt được lúc nào nên suy nghĩ chuyện riêng tư nữa đó bạn nhé. Trong cuộc sống, ai cũng có những cái lúc cảm thấy mệt mỏi, khó chịu, dẫn tới cái sự cáu gắt. Và bạn tuổi Dần, bạn đừng có vội trách móc đối phương mà hãy tìm hiểu xem đâu là cái lý do khiến cho người ấy trở nên như vậy và cùng nhau tìm hướng giải quyết vấn đề bạn tuổi Dần nhé. Về tử vi tuổi Giáp Dần thuộc thủy, mâu thuẫn bùng nổ. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc hỏa, công việc bất ổn. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc thổ, mắc nhiều sai lầm. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mộc, nảy sinh tranh cãi. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc kim, bạn nên bình tĩnh hơn nhé. Về đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 3 sao, tình cảm 4 sao, sức khỏe 4 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ tuổi Mùi, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Mão thứ năm ngày mùng 1 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Mão, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Mão trong ngày hôm nay đang có được quý nhân thực thần dẫn đường chỉ lối cho bạn.
Cho nên cái chuyện kiếm tiền với bạn tuổi Mão trong ngày hôm nay dễ như là trở bàn tay nhé. Ngày này đối với những bạn làm ăn kinh doanh buôn bán sẽ có được nhiều cái đơn hàng, tiền bạc đến mỗi tay, không kể xiết nữa đó. Và bạn tuổi Mão nên nhân cái cơ hội này để phát triển những cái sản phẩm mới cho công ty và đưa ra giới thiệu cho khách hàng. Cái giai đoạn đầu có thể phải chịu thiệt thòi một chút để cho khách hàng biết tới cái sản phẩm của mình đang làm. Từ đó cái cơ hội phát triển với bạn là rất chi là lớn luôn nhá. Nhưng trong cái ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Mão, bạn lại đang gặp ngày có ngũ hành bất dung. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi Mão đang có cái vấn đề nảy sinh cho cái mối quan hệ tình cảm vợ chồng đó. Áp lực cuộc sống, những cái bồn bề của gia đình khiến cho hai người dễ nảy sinh cái sự mâu thuẫn, tranh cãi và xung đột liên tiếp xảy ra với bạn nữa đó bạn tuổi Mão nhé. Về tử vi tuổi Ất Mão thuộc thủy, tình cảm rạn nứt. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc hỏa, áp lực căng thẳng. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc thổ, tiền bạc được dồi dào. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mộc, kinh doanh phát đạt. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc kim, có nhiều cơ hội phát tài nhé. Về đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 1, số 9, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Hợi, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Thìn thứ năm ngày mùng 1 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Thìn, xem tử vi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Thìn đang có những lúc cảm thấy bất lực vì không biết phải giải quyết ra làm sao với những cái rắc rối trong gia đình của mình. Và ngày này đối với bạn tuổi Thìn, bạn đang gặp ngày có Thìn Sửu tương phá. Cái điều này cho thấy bạn mệnh tuổi Thìn đang cố gắng để hàn gắn cái sự rạn nứt giữa đôi bên nhưng lại thất bại. Chính quan chiếu mệnh, cái điều này cho thấy với bạn tuổi Thìn, bạn nên tập trung vào cái công việc của mình, đừng có suy nghĩ về cái chuyện tình cảm quá nhiều mà lại trở nên căng thẳng, u uất bạn tuổi Thìn nhé. Cái chuyện gì cũng đều có cách giải quyết cả và bạn tuổi Thìn, bạn đừng có nóng vội đó. Và trong ngày hôm nay với bạn tuổi Thìn, bạn lại có được nhiều cái cơ hội để thể hiện cái năng lực của bản thân mình. Cấp trên vốn đã yêu ái và trao cho bạn tuổi Thìn thêm nhiều cái trọng trách. Và với bạn tuổi Thìn, bạn đừng có để cho cấp trên thất vọng vì mình không hoàn thành được cái nhiệm vụ được giao bạn tuổi Thìn nhé. Về tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc hỏa có thêm trọng trách. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc thổ cần phải chú tâm hơn. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mộc, đừng vội nản lòng. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc kim, tình cảm không như ý. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc thủy, bạn nên bình tâm suy xét nhé. Về đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 6, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Dậu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Tỵ thứ năm ngày mùng 1 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Tỵ, cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tỵ, bạn đang có được báo hiệu bản mệnh gặp rất nhiều cái sự may mắn cả về tình duyên lẫn tiền bạc nữa rồi đó bạn tuổi Tỵ nhé. Và bạn tuổi Tỵ, bạn mong muốn có được tình yêu như ý muốn thì hôm nay bạn sẽ đạt được toại nguyện rồi đó. Trong ngày này, đối với những bạn đang còn độc thân thì hãy mở lòng mình để bắt đầu một cái mối quan hệ mới đi bạn nhé. Rất chi là tốt cho bạn. Và nếu như bạn tuổi Tỵ
bạn chưa thử thì sao biết được hai người có thực sự hợp với nhau hay là không? Đừng có dùng thước đo của người khác để áp dụng cho bản thân mình, bạn tuổi Tỵ nhé. Chính tài chiếu mệnh trong ngày này đối với bạn tuổi Tỵ, cái con đường tài lộc của bạn mệnh lại khá chi là hanh thông thuận lợi, và tiền bạc trong ngày hôm nay với bạn tuổi Tỵ chủ yếu đi đến từ cái công việc chính của bạn. Bạn mệnh có thể yên tâm làm việc, không cần phải lo lắng quá nhiều nữa đâu đó bạn tuổi Tỵ nhé. Về tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc hỏa, tiền bạc được dư dôi. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc thủy, thuộc thổ, may mắn ngập tràn. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mộc, tài chính vững vàng. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc kim, tình duyên thắm sắc. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc thủy, có nhiều cơ hội yêu đương đó. Về đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Con số may mắn số 4, số 9, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu cam. Quý nhân phù trợ tuổi Dậu, tuổi Sửu, tuổi Thân. Và các bạn đang xem video đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày nhé. Tiếp theo, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Ngọ thứ năm ngày mùng 1 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Ngọ, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Ngọ, bạn đang gặp cục diện ngũ hành tương hại, cho nên cái con đường tình duyên của bạn tuổi Ngọ trong ngày hôm nay không được mấy thuận lợi nhé. Và bạn tuổi Ngọ, bạn mệnh sẽ gặp những cái chuyện không mong muốn, đôi bên đang có cái sự tranh cãi không hồi kết đoạn. Trong ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Ngọ, bạn nên học cách để kìm chế cái cảm xúc của mình, và khi nóng giận quá mức, bạn hãy lánh mặt đi nơi khác để giải tỏa rồi quay trở lại sau, tránh cái việc cả giận mất khôn làm những cái chuyện đáng trách đối bạn tuổi Ngọ nhé. Trong ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Ngọ, bạn lại đang gặp được ngày có thiên tài ở bên, cái điều này nhắc nhở cho bạn tuổi Ngọ đừng có mãi rong chơi mà hãy dùng chính những cái tài lẻ của bản thân mình để kiếm tiền được nữa rồi đó bạn tuổi Ngọ. Chắc chắn bạn chẳng thể ngờ được những cái thứ tự như là thú vui với mình lại trở thành nghề tay trái của mình nữa đó bạn tuổi Ngọ nhé. Về tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc kim, kiếm tiền dễ dàng. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc thủy, nên kiềm chế cảm xúc. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc hỏa, đừng có bốc đồng thái quá. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc thổ, bạn cần biết mình là ai. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mộc, có những giây phút hối hận. Về đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 2, số 9, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường màu cam, màu hồng. Quý nhân phù trợ tuổi Tuất, tuổi Mão, tuổi Dần. Tử vi tuổi Mùi thứ năm ngày mùng 1 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Mùi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Mùi, bạn đang gặp ngày ngũ hành Sửu Mùi tương xung, cái điều này báo hiệu cho bạn tuổi Mùi bạn nên nhìn nhận lại cái vấn đề trước khi đánh giá nhé. Có thể bạn tuổi Mùi bạn đã hiểu lầm cho chính người mà mình yêu thương nhất rồi đó. Tại sao bạn mệnh tuổi Mùi lại sẵn sàng tin lời người ngoài thay vì lắng nghe cái lời giải thích của đối phương đó đó bạn nhé? Và cái sự nghi ngờ ở trong lòng quá lớn có thể sẽ giết chết tình yêu, và bạn tuổi Mùi bạn nên cẩn trọng khi xét đoán cái việc gì đó hay là xét đoán người khác bạn tuổi Mùi nhé. Thiên quan xuất hiện báo hiệu cho bạn tuổi Mùi đang có cái điểm tiểu nhân quấy phá. Tiểu nhân có thể thừa lúc bạn
đang lơ là với cái công việc, vì cái chuyện tình cảm rối ren mà gây ra những cái tai họa khá chi là lớn, rồi đổ vạ cho chính bản thân của bạn tuổi Mùi nữa nhá. Và bạn tuổi Mùi, bạn nên chỉnh chu hơn trong cái cách làm việc của mình để nâng cao chất lượng trong công việc, để không bị cấp trên chỉ trích bạn tuổi Mùi nhá. Về tử vi tuổi Ất Mùi thuộc Kim, công việc bất ổn. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc Thủy, tiểu nhân quấy phá. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc Hỏa, hiểu lầm vô căn cứ. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc Thổ, thương tổn thương sâu sắc. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc Mộc, chưa thực sự tin tưởng đoạn. Về đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 5, số 8, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ tuổi Hợi, tuổi Mão, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Thân thứ năm ngày mùng 1 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Thân, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Thân trong ngày này, bạn sẽ gặp được chính ấn chiếu mệnh. Cát tinh này sẽ giúp đỡ cho bản mệnh tuổi Thân vững vàng hơn, yên tâm hơn để làm việc. Nhờ thế mà bạn tuổi Thân đạt được cái thành quả rất chi là tốt hơn bình thường nữa rồi. Trong ngày này đối với bạn tuổi Thân, bạn cũng đang gặp được ngày thổ dưỡng cho kim. Đây là cái dấu hiệu tốt lành, báo tin vui đang về cho bạn tuổi Thân. Và bạn tuổi Thân, bạn đừng có quá căng thẳng mà cần phải bình tĩnh đón nhận tình cảm của đối phương. Trái cây đã chín thì nên hái về nhà thôi bạn tuổi Thân nhé. Bạn tuổi Thân, bạn và người ấy lòng luôn muốn hướng về nhau. Vậy thì ngại gì mà không chung tay xây dựng gia đình nhỏ của mình đi. Và bạn tuổi Thân, bạn hãy cố gắng để tổ ấm luôn luôn ngọt ngào và hạnh phúc như thuở ban đầu bạn tuổi Thân nhé. Trong ngày này đối với bạn tuổi Thân, cái việc xuất hành đi xa với bạn cũng được thuận lợi. Và bạn chú ý nên xuất hành theo những cái hướng tốt, hỷ thần hướng chính nam và tài thần hướng chính đông để tăng thêm cái vận may cho mình. Ngày này cũng thuận lợi cho cái việc ký kết hợp đồng, cầu tài lộc, khai trương, mở kho cho bạn tuổi Thân nhé. Về tử vi tuổi Giáp Thân thuộc Thủy, tình cảm thăng hoa. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc Hỏa, nhân duyên rạng rỡ. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc Mộc, công việc tiến triển tốt. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc Mộc, có cơ hội thăng chức. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc Kim, may mắn hơn nhiều người. Về đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Dậu thứ năm ngày mùng 1 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Dậu, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Dậu trong ngày này, bạn đang có được cái báo hiệu đốn may mắn trong ngày nhé. Cả ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Dậu, công việc và tình cảm đều được như ý muốn, bởi tam hợp cục xuất hiện che chở cho bạn, hạn chế những cái mâu thuẫn giữa hai người nữa rồi. Bát đũa còn có lúc xô, lúc vỡ, vợ chồng bên nhau, sớm tối cũng khó tránh được cái lúc bất đồng với nhau. Và bạn tuổi Dậu, bạn đừng có cố chấp, hãy học cách khoan dung, thấu hiểu cho người mình yêu, để gia đình luôn luôn được ấm êm, hạnh phúc bạn tuổi Dậu nhé. Trong ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Dậu, ngày này bạn cũng đang gặp được thiên ấn chiếu mệnh. Cái điều này nhắc nhở cho bạn mệnh tuổi Dậu, bạn cần phải năng động,
và sáng tạo hơn trong cái công việc. Bởi bạn tuổi Dậu, bạn biết cách làm nổi bật thêm cái ưu thế của mình, nhờ vậy mà cũng có được cái sự tín nhiệm của cấp trên nữa rồi. Và ngày này đối với bạn tuổi Dậu, xuất hành đi xa thì bạn nên chọn những cái hướng tốt, hỷ thần hướng chính nam và tài thần hướng chính đông để tăng thêm cái vận may cho mình. Ngày này rất phù hợp cho cái việc cầu tài lộc, khai trương, mở kho, ký kết hợp đồng bạn tuổi Dậu nhé. Về tử vi tuổi Ất Dậu thuộc thủy, công việc tiến triển tốt. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc hỏa, có nhiều may mắn. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc thổ, tình yêu được như ý. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mộc, duyên phận tốt lành. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc kim, đừng quá khắt khe nhé. Về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 6, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Tuất thứ năm ngày 1 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Tuất, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tuất, bạn đang gặp ngày Tuất Sửu tương hình, cho nên bạn đang có cái điềm báo dễ cảm thấy chán nản, thất vọng với chính bản thân mình. Thất bại do nhiều cái yếu tố, song với bạn tuổi Tuất, bạn nghĩ mình là người chịu trách nhiệm chính khi không níu kéo được chân người ấy đó bạn nhé. Tình yêu đã hết thì hãy chấp nhận buông tay, nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua. Và bạn tuổi Tuất, bạn đừng có cố gượng ép bản thân mình vào đối phương, sẽ chỉ khiến cho cái nỗi đau thêm dài hơn. Và bạn tuổi Tuất, bạn nên nhanh sớm tỉnh táo trở lại đi bạn tuổi Tuất nhé. Và trong ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Tuất, ngày này bạn lại đang gặp được ngày có chính quan chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn tuổi Tuất đang có được những cái cơ hội đến với mình, và chỉ cần bạn chú tâm làm việc là ắt sẽ có được cái điều mình mong muốn bạn tuổi Tuất nhé. Và bạn tuổi Tuất, bạn đừng có để cho cảm xúc chi phối bản thân mình quá nhiều. Bạn phải cần học cách đứng vững trên cái đôi chân của mình được. Tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc hỏa, công việc tiến triển tốt. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc thủy, cần phải bình tĩnh tiến hành những cái kế hoạch. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mộc, đừng có níu kéo khi tình yêu đã hết. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc kim, nên học cách kiềm chế bản thân. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc thủy, đau đớn vì tình cảm loạn. Về đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 6, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ tuổi Thân, tuổi Dần, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Hợi thứ năm ngày 1 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Hợi, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Hợi trong ngày này đang có cái báo hiệu buồn vui lẫn lộn, hung cát đan xiên nhé. Và bạn tuổi Hợi, bạn cảm thấy mình đang trải qua những cái chuyện khá chi là tệ hại khi mà kiếp tài giáng xuống, khiến cho bạn tuổi Hợi mù quáng tin vào người mà tiền mất tật mang luận. Nhưng đúng là hoạn nạn mới thấy được cái sự chân tình, tam hội cục soi sáng cái tấm lòng của đối phương. Và bạn tuổi Hợi, bạn thấy đâu mới là người thực sự quan tâm, yêu thương và lo lắng cho bản thân mình nữa rồi. Giữa sóng gió, bạn tuổi Hợi, bạn lại nhận được cái sự động viên, giúp đỡ kịp thời và bạn sẽ nhanh chóng vực dậy được. Nhưng bạn tuổi Hợi, bạn nên nhớ là đừng có bao giờ buông tay người đáng quý ấy. Tình yêu chân thành không bao giờ
Dậ kiếm tìm đo bạn tuổi Hợi nhé. Về tử vi tuổi Ất Hợi thuộc hỏa, hãy nhớ là yêu thương nhiều hơn. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc thổ, gặp họa về tiền bạc. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mộc, tin người mất tiền. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc kim, mù quáng mắc sai lầm. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc thủy, tình cảm được thăng hoa nhé. Về đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Con số may mắn số 5, số 9, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạc. Quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Sửu, tuổi Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.